bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy. Thầy Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, thầy đã từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Để theo tu hạnh đầu đà, thầy Minh Tuệ đã bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc thầy phải di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, thầy luôn bộ hành tuyệt đối. Chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Ý nghĩa của pháp danh Thích Minh Tuệ, Minh có nghĩa là sáng, Tuệ là trí tuệ, ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này khi cảm thấy không cần duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này. Về tư cách tu sĩ Phật giáo, con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, con chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật Pháp. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Những nẻo đường tu, con đã đi khắp mọi miền đất nước, chỉ còn 3 tỉnh, Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới, bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính. Mục đích di hành, hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì. Bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi, con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Về y phục và ăn uống sinh hoạt, con tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Ai đó cố tình vứt cho, con sẽ không nhận. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì con dùng vừa đủ. Qua các con sông suối, con dừng lại tắm rửa. Buổi tối, con thường nghỉ ngơi bên đường. Những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào các cây xăng. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Về quá trình di hành, có nhiều người dân đi theo. Trong quá trình đi bộ, có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Họ không phải đệ tử của con, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì con cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, con luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng. Đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý. Nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, là ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Về gia đình, dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, nhưng lúc nào con cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Bản thân luôn tâm niệm theo lời Phật dạy để đền ơn, cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an. Không có tài sản vật chất, nhưng con cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ. Ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức Phật giáo, phản ứng về văn bản của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định thầy Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Con không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay con chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Từ xã La Tô, huyện Iarai, tỉnh Gia Lai, ông Lê Xuân, 84 tuổi, cha của thầy Minh Tuệ cho biết, sau 6 năm đặt tin tức của con, vợ chồng thấy con ăn uống kham khổ, gầy, đen, cũng thương, nhưng cái nghiệp cháu vậy thì gia đình luôn ủng hộ. Mong con chân cứng đá mềm, không ham mê tiền bạc, vật chất và tu thành chính quả.
mấy khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.